sẽ giới thiệu cho mọi người cách hướng dẫn sử dụng máy xông khí dung như thế để tự ý. Và sau đây thì mình sẽ giới thiệu cùng bộ phận linh kiện nhỏ của máy. Đây là thân máy, đây là adapter, đây là cọc thuốc, ống xông miệng, ống ngầm mũi, đây là ba miếng lọc, mặt nạ người lớn, mặt nạ trẻ em và dây cảnh khí. Đi kèm với máy thì có bao gồm là phiếu bảo hành 3 năm, cuốn hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và một túi đeo. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể cái cách lắp ráp của máy. Việc đầu tiên thì mọi người nhớ vặn trái cái nắp này ra. Mình sẽ bỏ thuốc vào trong cái cốc này, không vượt quá cái mức là 16 ml. Và sau đó thì mọi người sẽ lấy một ống dẫn, một đầu mình sẽ gắn vào cốc thuốc và một đầu thì mình sẽ gắn vào máy. Trên máy thì đã có một chỗ để mình có thể gắn máy như thế này rất là tiện. Và đây là xông mũi. Và đây là ống ngầm miệng. Sau đây thì mình sẽ xông cái món lên đây. Và mình sẽ lắp tiền. Lắp tiền về máy có một cái cổ. Và mình sẽ kết nối với là nguồn điện 220V. Và sau đó thì mình sẽ khởi động máy bằng một nút như này. Và mình bắt đầu xông. Và đây là mình sống mặt nạ cho người lớn. Và đây là ống sống mũi. Đây là ống ngầm miệng. Nếu mà giờ sử dụng với em bé thì mình sử dụng bằng mặt nạ như thế này của em bé. Máy xông khí dung Vinet thì hỗ trợ điều trị các bệnh về đường hô hấp và kích thước hạt rất là nhỏ, chỉ với 3,11 micron, và tốc độ phun thì 0,45 ml/1 phút. Độ ôn thì 51 dBA và thể tích màu sống là 16 ml, áp suất tối đa đó là 165 kPa và chế độ hoạt động thì 30 đến 30 phút luôn. Và khối lượng của máy thì 0,45 kg. Và máy thì được sản xuất và được nhập khẩu tại Ý và được bảo hành 3 năm. Vừa rồi mình đã giới thiệu cho mọi người cách hướng dẫn sử dụng máy xông khí dung Vinet. Và xin chào mọi người và chúc mọi người sức khỏe.